bài cắm hoa này sẽ phục vụ cho cái việc bó hoa. Còn với những bạn nào mà cắm thì sẽ dùng cái bàn trong. Đây, cái bàn trong thì các bạn biết là cần cắm hoa thì cần gì mút. Thì ở đây mình có luôn một cái bồn để sau khi các bạn ngâm ở đây, các bạn lấy qua bên này nó sẽ tiện hơn, nhanh hơn. Cái thứ hai nữa là mình thiết kế thêm một vài cái kệ ở bên trên để đựng mút cắm hoa này, để khi các bạn cần lấy, các bạn lấy bỏ trong này. Kệ hai loại mút khác nhau ha. Một loại trên kia là dùng để cắm trái cây ha, còn cái loại này là để cắm hoa. Ô xích tím của Malaysia. Ở trong này á, các bạn biết ha, nó là gần cái bồn nước, cho đó cái mặt này là các bạn phải dùng mặt đá cho nó cùng tông với ở bên này. Và thường ha, ở trên này là những cái hoa mà để dành nè, hoặc là những cái hoa mà ví dụ như là mình cắm nó bị dư gì đó, mình để ở trên này. Ở bên dưới này á, là khu vực này là để lá. Các bạn biết là cái khu vực để lá là một trong những cái khu vực rất là lôi thôi và gọi là nhìn nó lộn xộn nhất. Thì bây giờ mình cho nó vào trong này để nó gọn gàng hơn. Và ngoài ra mình sẽ đục mấy cái lỗ này nè, để cho nó thoát hơi ra rồi nhôm mà làm giả gỗ để cho nó cùng tông. Và trong này là để những cái dụng cụ múc nước hay là những cái dụng cụ vệ sinh cái này. Đối với cái bàn cắm hoa, riêng cái bàn này nè ha, di chuyển được nè, xoay ra xoay vô. Ví dụ như là hôm nào á, mà đang hai bạn đứng ở trong này mình đẩy ra ngoài một xíu, hôm nào hai bạn đứng ngoài thì đẩy vô trong một xíu. Di chuyển hay sắp xếp nó cũng dễ, ví dụ hôm nào không cắm, hoặc là trước khi mà các bạn cắm hoa về họ sẽ đẩy sát vô trong này, nhìn cái cửa hàng mình nó gọn hơn. Cái chiều cao bàn là tùy mọi người nha. Ví dụ như là các bạn cao thì các bạn đẩy nhích cái bàn này lên xíu, còn nếu mà bên mình là tầm trung á, là cao khoảng 80 cm, cái mặt bàn này là 40 cm, đủ để cho hai bạn đứng dùng luôn. Và bên mình là tận dụng tối đa tất cả các cái tủ, cái đồ để mình thiết kế nhiều ngăn để các bạn có thể sử dụng nó gọi là lời nhất. Mình chia ra làm 4 phần, 1 phần tư là mình sẽ dùng đường giấy, tại vì cái kệ để kệ bó mà. Đấy, ở trên này nếu không đủ màu thì các bạn có thể lấy dưới đây. Khi mà các bạn mà đã dùng bó rồi thì chắc chắn là nó phải có những cái nơ, cái quạt trang trí lan hồ điệp á, thì nơ mình cho bên này. Bây giờ qua cái phía sau, cái gì liên quan tới cái bó là mình đều đưa vào đây. Nó có ba bọc góc này, có những cái hướng dẫn chăm sóc ha, thùng rác là mình để trong này luôn. Khi nào các bạn bó nó hoặc cắm, các bạn mang ra các bạn hốt, còn không là dép bỏ vào đây luôn. Kéo nè, dao nè, những cái băng keo rồi đó là mình thiết kế vô bên này. Nên là khi mà các bạn thiết kế để cái cửa hàng mình gọn, nhất định là phải tận dụng tất cả những cái tủ mình làm thêm ngăn để mình để những cái dụng cụ trong đó nó đỡ lung tung.